Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Ở phần thứ nhất thì bác Thái đang nhắc đến kỷ niệm 44 năm chiến tranh biên giới nổ ra vào tối ngày 17 tháng 2 năm 1979 ở 6 tỉnh ở miền Bắc. Đó là tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Rồi cái cuộc chiến đó nó, nó kéo dài suốt 10 năm sau đó nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng bởi vì đã đã hôm nay mình nhắc thì nhắc một cách thêm một chút xíu nữa, đó là trong ngay cái đêm đó thì bên phía Trung Quốc đã gọi là dùng cái chiến thuật là biển người, khi mà chúng cho đến 600.000 quân tràn sang 6 tỉnh ở miền Bắc để mà tàn phá những cái làng sớm ở đây. Ở trong khi đó đó thì người dân địa phương cũng như là bộ đội lúc bấy giờ trong quanh chỗ đó chỉ là chiếm một cái phần rất là nhỏ so với lại cái số lượng mà quân Trung Quốc đưa sang có nghĩa là tất cả đều ở trong cái tình thế là bị động. Mà lúc đó thì ông Phó Thủ tướng Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình đó, đó có một cái một cái câu tuyên bố rất là sức sược đó là phải dạy cho Việt Nam một bài học. Thì khi mà cái cái cuộc chiến này nó bùng nổ ra như vậy thì vào ngày 17 tháng 2 thì đến ngày 5 tây tháng 3, tức là khoảng chừng mười mấy ngày sau đó thì Việt Nam chính phủ Việt Nam đã ra lệnh đó là tổng động viên tổng động viên trước cái sức mà tàn phá của uh, trung quốc như vậy thì tổng động viên trên cả nước thì hình dung cái người dân việt nam dù ở dưới chế độ nào thì cái lòng yêu nước của họ vẫn là trên hết trước cái tình trạng mà trung quốc xâm lược như vậy thì rất là nhiều học sinh sinh viên thời bấy giờ cả những người đã trưởng thành đều đã tình nguyện để đi bộ đội Ngọc Lan lúc đó Ngọc Lan còn rất là nhỏ nhưng vẫn nhớ được cái cái thời khắc đó rồi sau này khi mình lớn lên một chút xíu nữa thì mới nghe nhắc lại dĩ nhiên là có những cái lúc có những cái giai đoạn mà những cái cuộc chiến nó biến thành những cái về nó mang nhiều cái màu sắc chính trị mà nó lợi dụng về phía phe phái nhưng mà khi mà Việt Nam chính phủ Việt Nam ra lệnh là tổng động viên toàn quốc vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 đó thì cái lệnh này nó phát lên nó nó thôi thúc cái lòng yêu nước của người Việt rất là nhiều nhưng mà đúng một tháng sau đó sau cái ngày mà à, 600.000 quân Trung Quốc tràn sang thì đến ngày 18 tây tháng 3 của năm 1979 thì tự dưng Trung Quốc nói rằng là ra lệnh rút quân ra lệnh rút quân thì lúc đó à, phía Việt Nam cũng nói rằng là ồ tôn trọng cái cái giống như là một cái ký kết hòa bình với phía Trung Quốc cho nên là chấp nhận cái chuyện rút quân nhưng mà cái điều đó nó không có thật sự như thế. Sau đó thì Trung Quốc đã tiếp tục lại tràn sang để mà kéo dài cái cuộc chiến này trong 10 năm. Mà Ngọc Lan vẫn nhớ lúc đó cái chuyện mà sau cái lệnh thời tổng động viên đó đến cái chuyện mà cái giai đoạn mà tiến hành đi nghĩa vụ quân sự rồi rớt rất là nhiều những cái cảnh mà tan thương chết chóc vân vân. Ờ uh, không hiểu vì lý do gì có thể là như bác Thái vừa nói vào năm 1979 tức vào năm 2019 đó kỷ niệm 40 năm cái chiến tranh biên giới này thì tất cả các báo chí truyền thông trong nước họ đều đã làm những cái phóng sự rất là tỉ mỉ rất là dày công liên quan đến sự kiện này trong đó đã lên tiếng đã kích phía Trung Quốc rất là nhiều và họ đã kích luôn họ lên tiếng bày tỏ một cái sự một đặt một cái dấu hỏi tại sao mà một cái cuộc chiến nó đã trải qua 40 năm như vậy nhưng mà cái những cái sự kiện đó để đưa vào trong sử dạy cho học sinh Việt Nam ấy, thì nó lại không có được chú trọng. Trong khi phía Trung Quốc ấy, thì họ lại đưa cái cuộc chiến này vào trong sách giáo khoa của dạy cho học sinh Trung Quốc nhưng mà dĩ nhiên với những cái luận điệu nó khác nhau. Thì bây giờ 4 năm sau cái ngày này thì đặt lại vấn đề này thì mình cũng phải chờ xem cái chuyện gì nó đang xảy ra như vậy. Thực sự ra cũng chẳng cần chờ xem bốn mấy thời gian nữa mới hiểu là nhà nước Hà Nội đang nghĩ cái gì đâu. Vì thưa cô Ngọc Lan, nếu chúng ta nhìn cái Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu biểu thôi, chúng ta thấy rằng nó có một cái chính sách lâu dài là xóa ký ức của một dân tộc. Cái biến cố Thiên An Môn năm 1989 á, khi mà Đảng Tiểu Bình ra lệnh cho xe tăng tàn sát phong trào dân chủ Thiên An Môn cho tới ngày hôm nay mới có hơn 30 năm thôi. Mà báo chí quốc tế đi về Trung Quốc hỏi người dân Trung Quốc về biến cố Thiên An Môn không ai biết gì cả. Hoặc là họ không dám nói nhưng mà phần đông là lưới, trẻ lớn lên không biết một tí gì về Thiên An Môn. Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề Việt Nam. Cứ hỏi những người ở trong nước và hải ngoại ở cái lứa tuổi 40-50 bây giờ đó. Có biết gì về cải cách dụng đất không? Có biết gì về cái vụ nhân văn giai phẩm không? Có biết gì về cái vụ xét lại chống đảng không? Có biết gì về cái vụ tàn sát mậu thân ở Huế không? Có biết gì về những cái chuyện mà đồng bào của chúng ta đã phải gọi là tháo chạy ra Biển Đông đi đường bộ tìm cái em, sống trong sự chết sau năm 1975 hay là biết về những cái trại gọi là tập trung cải tạo nhưng mà thực chất đó là những cái trại tù đó bao nhiêu người còn có cái ký ức đó. Bởi vì nó là cả một cái chính sách của các đảng cộng sản trên thế giới này. Nó muốn xóa tan, nó muốn xóa sạch đi cái ký ức. Và cái ký ức đó là cái biểu hiện của sự tội lỗi. Cho nên cái nhiệm vụ của người Việt Nam á, tôi nghĩ rằng phải lập đi lập lại, lập nghĩa là nhắc đi mỗi ngày để cho cái ký ức của dân tộc nó không bị xóa đi. Còn nếu không đó, mai sau này tuổi trẻ lớn lên họ bảo chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi không hề nghe những chuyện như vậy. Thậm chí tôi biết là sách giáo khoa sau năm 1975 đó, khi mà giảng về cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-53 tức là cuộc chiến tranh giữa Nam Bắc Hàn đó, mà họ còn bảo là vì Nam Hàn gây chiến trước tôi chả được dạy dỗ như thế. Cho nên đó là một cái chính sách rất là thâm độc về mặt văn hóa của các chế độ độc tài nói chung và các chế độ độc tài Cộng sản nói riêng. Thành thử là ngày hôm nay chúng ta sẽ phải nói nói đi nói lại để cho người ta thấy rằng những cái tội ác của những cái chế độ độc tài đó ra sao. Tôi nói một cái thí dụ, mới đây có một cuốn sách ở trong nước là cái cuốn của cô Phan Thúy Hà. Cô viết cái tựa đề gia đình nghe tử tế không chúng ta tưởng tượng một cái gia đình êm ấm, hạnh phúc, vân vân Mà thú thật quý vị, đọc cuốn sách nó cứ rờn người. Tôi là cái người tương đối cứng rắn. Mà tôi đọc xong có những lúc tôi tưởng phải khóc. Bởi vì nó kinh khủng quá đi mất. Đó là một cái cô có một cái công đi phỏng vấn tất cả những gia đình nào là nạn nhân của cái vụ cải cách ruộng đất. Không thể tưởng tượng một chế độ mà nó đối xử một cái tàn ác với con người đến như thế. Nhưng mà bây giờ cái ký ức nó bị xóa sạch. Thành thứ ra ngày hôm nay, 17 tây tháng 2 năm 2023, chúng ta nhắc lại cái tội ác của Cộng sản Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Và chúng ta phải nói đi nói lại cái chuyện đó mặc dù chế độ hiện nay tại Hà Nội bằng bất bằng tất cả một phương tiện Họ đã bưng bít cái tên này để đồng bào chúng ta đừng nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Nhưng mà đó cũng là tội ác của chế độ Hà Nội. Bởi vì họ xóa đi một cái một cái tội, một cái ký ức của dân tộc thành thử ra, cô tôi đồng ý của cũng lan rằng đất nước mà bị lâm nguy thì người con dân nào mình cũng cũng phải có bổn phận có sót cả. Nhưng mà cái lỗi lầm của cái chế độ Hà Nội ngày hôm nay nó dẫn tới cái chuyện mà Trung Quốc đánh đó nó có cái gì thì cũng có nhân có quả của nó cả. Thành thử ra không thể nào không chỉ ngón tay vào các đám lãnh đạo hiện nay tại Hà Nội, bảo rằng chính họ là những người cũng có tội trong cái biến cố ngày 17 tây tháng 2 năm 1979. Xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.